Xin chào bà con các bạn. Đây là hình ảnh một cây sầu riêng đang cây bông rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và trong lòng bông sầu riêng á, thì có hai cái vấn đề làm bông mà bà con các bạn quan tâm, đó là làm bông sầu riêng mùa thuận và làm bông sầu riêng mùa nghịch. Và Sơn có một câu hỏi đối với bà con các bạn, đó là khi mà làm bông sầu riêng mùa thuận á, thì chúng ta cần chuẩn bị gì để mà thành công? Và nếu bà con và các bạn quan tâm đến chủ đề này thì xin hãy xem hết video, vì đây là video dành cho bà con và các bạn. Thì để mà mình làm bông sầu riêng mùa thuận mà thành công mà các bạn, thì chúng ta cần phải có một cây sầu riêng đạt chuẩn. Thế thì thế nào là cây sầu riêng đạt chuẩn? Thì Sơn có đưa ra một cái chuẩn LHS là giữ ngân lời á, nó là lá nhiều xanh tốt hay là lá đầy cây. Và cái chuẩn H á, là có hai cái chuẩn, hai cái tiêu chí. Thì chỉ thứ nhất, cái H1 á, là không có sâu bệnh, có nghĩa là không có sâu bệnh mà các bạn. Thì tại vì cái LHS là chữ viết tắt của chữ tên Lương Hồng Sơn của Sơn, cho nên là Sơn xin dùng cái chữ không thay cho chữ không ở đây. Em mong một các bạn cũng thông cảm cho Sơn nha. Tiêu chí H2 của thứ hai của cái chữ H á, là H2 á, là không có cành lá gần mặt đất. Và cái chữ S á, thì cũng có hai cái tiêu chí, là S1 là sạch cỏ ở gốc và S2 là sạch giống như thân cành. Thì tại sao mà cần phải có những cái tiêu chí, những cái chuẩn LHS này á, thì Sơn đã chia sẻ chi tiết ở trong một cái video, đó là làm bông sầu riêng trồng cây như thế nào với chuẩn LHS. Thì cái video này á, là chia sẻ chung cho cả làm bông sầu riêng mùa thuận và làm bông sầu riêng mùa nghịch, thì chúng ta đều chọn cây theo những cái tiêu chí và theo cái chuẩn này. Nếu mà các bạn quan tâm là tại sao mà cần phải chọn cây rồi là một sầu riêng theo với những cái tiêu chí và hệ cái chuyển lửa cái này, thì có thể sau khi xem hết video này thì bấm vào phần mô tả để tìm được cái link của cái video là một sầu riêng chọn cây như thế nào này để mà tìm hiểu chi tiết. Quay lại với video ngày hôm nay, thì để mà làm bông sầu riêng mùa thuận thành công á, thì chúng ta cần phải chọn cây mà cái chuẩn là hết như vậy á. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà để có mà lá nhiều xanh tốt hay là lá đầy cây? Thì để mà có lá nhiều xanh tốt, lá đầy cây và các bạn, thì theo quan điểm cá nhân của Sơn thì chúng ta nên có ba cơ động. Tại sao vậy và tại sao lại như vậy và các bạn? Là bởi vì á, là ví dụ như chúng ta nếu mà có ba cơ động thì sau một cái mùa vụ mùa thu hoạch trước, thì chúng ta bắt đầu phải có cái cơ một, thì cái cơ đó là gọi cái cơ phục hồi. Thì cái phục hồi này có thể tùy theo vườn mà các bạn, tùy theo cái tình trạng của cái vườn đó, của cái vườn năng suất vụ trước, của cái thực kinh tế trong suất vụ trước và năng suất khô vụ trước, mà thì khi mà thu hoạch xong á, cái vườn đó nó còn ở cái mức độ như thế nào và cái chúng ta phục hồi là như thế nào. Thì có thể là cái cơ lá hay cơ một á, chúng ta phục hồi thì cái vườn thì sẽ được có cơ lá tốt nhiều, nhưng cái vườn sẽ cơ lá ít. Cho nên là chúng ta cần, nếu mà cơ lá ít á, thì chúng ta cần phải có thêm một cái cơ lá thứ hai hay còn là cây hai. Cái cơ hai này thì Sơn đặt cái tên cho nó là cái cơ phát triển. Thì ở cái cơ này á, thì chúng ta càng phải tập trung là càng nhiều thì càng tốt, càng đồng đều thì càng tốt các bạn ha. Nghĩa là càng nhiều càng đồng đều càng tốt là cơ phát hai, cái cơ hai hay còn cơ phát triển. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà ở cái cơ hai này mà các bạn, thì nó giúp cho cái cơ lá được nhiều, được đồng đều, được tốt nha, để cho được chúng ta khi mà chúng ta làm cái cơ ba thì cái cơ ba được thuận lợi. Bởi vì cái cơ ba là cái cơ tiền đề để chúng ta làm xử lý ra ngoài một cái vụ mới đó. Cho nên là để có bộ lá nhiều xanh tốt hay lá đầy cây thì chúng ta nên có ba cơ động. Và tuy nhiên thì trong canh tác thực tế, canh tác của các bạn thì tùy theo cái điều kiện canh tác của vùng miền cũng như điều kiện thời tiết của các bạn, cho nên là đôi khi có những cái vùng hoặc là cái vườn thì bà con các bạn sẽ không làm ba cây, thì bà con các bạn có thể làm hai cây. Tuy nhiên nếu mà làm hai cây thì cái mà cái cơ mà cơ cơ một gọi là cái sau cơ phục hồi của các bạn, thì sau khi mình lấy xong thì nó phải đạt được là nó được nhiều lá và nó đồng đều. Nhưng mà các bạn ha, thì chúng ta thì qua cái cơ thứ hai thì chúng ta lấy cơ hai đó để tạo tiền đề cho xử lý cho vụ mới vẫn được, nhưng phải đảm bảo là lá nhiều xanh tốt, lá đầy cây. Thì trong cái vấn đề mà để làm cơ lá sầu riêng này, để mà có
ba cơ động hoặc hai cơ động mà để nó đạt để mà tạo tiền đề cho xử lý ra môi trường mới, và các bạn thì bà con bạn cũng chú ý giúp Sơn là chúng ta cần phải điều chỉnh cơ trước cho đồng đều, và sau đó thì cái cơ tiếp theo đó chúng ta sẽ kế cơ mắt cơ mới đọc đồng loạt to khỏe, thì đây là Sơn tạm gọi là cơ cuối trước xử lý ra hoa, thì có thể là cơ 2 hoặc là cơ 3, và các bạn lưu ý ha. Thì đây là hình ảnh minh họa cho cái cây sầu riêng để mà chúng ta chọn á, để mà đã gọi là lá nhiều xanh tốt đó là cây vào các bạn, có nghĩa là chúng ta nhìn từ ngoài á, chúng ta đứng từ ngoài chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy cây sầu riêng đầy lá như thế này mà các bạn đó, còn khi là chúng ta là nhìn gần á thì chúng ta sẽ thấy là lá dày xanh tốt, và còn thấy không đó, lá xanh tốt mà nó còn cái giống như là nó bóng bóng mà nhìn nó rất là có một cái nhìn nó rất là ánh 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 cái ánh nắng á, ánh cái lá bóng măng nó bóng đẹp lắm đó. Thì đây là cái chuẩn để mà chuẩn bị giúp cho chúng ta mà khi mà xử lý ra hoa sầu riêng một lần sẽ giúp chúng ta rất là dễ thành công. Đó là cái vấn đề cho để có cái cây để mà đạt cái chuẩn là gáp, mà trong đó có tiêu chí là lá nhiều xanh tốt hay là lá đầy cây. Tuy nhiên là khi mà chúng ta canh tác thì nó sẽ có sâu bệnh hại, và cái vấn đề sâu bệnh hại á nó sẽ có khả thi như chúng ta không đạt được cái điều đó, có nghĩa là không có đạt được cái vấn đề mà lá nhiều xanh tốt đó là cây bà con bạn. Tại sao là như vậy thì xin ví dụ là trong cái vấn đề sâu bệnh này có hai đối tượng về sâu á, thì tuy nhiên có nhiều nhiều sâu bệnh hại, sâu cũng có nhiều loại mà bệnh cũng nhiều loại, nhưng cái về sâu thì cái vấn đề mà bà con bạn thấy liên quan rất là mật thiết đến cái việc mà lá xanh tốt, lá nhiều lá xanh tốt mà lá đầy cây đó, đó là gầy xanh. Và bởi vì gầy xanh mà các bạn thì nó gây hại quanh năm, và khi mà nó gây hại thì có thể làm cho bà con các bạn bị cháy lá, không mà bà con còn gọi là cháy gầy bà con bạn đó, như hình ảnh minh họa đây nè. Nếu mà bị gầy xanh tấn công nhiều và nặng thì có thể là bị gọi là chỗ chì bà con bạn đó, có nghĩa là có những cái sầu riêng mà bị đọt cũng bị như này, bị sầu riêng cây bị cây sắn đánh trơ hết lá luôn, còn là những cái cọng cọng thì không như là gọi là bị chỗ chì đó. Thì ngoài ra đó, đó là đối tượng về sâu, còn về bệnh mà các bạn thì cái bệnh cháy lá sầu riêng, bởi vì khi mà sầu riêng mà bị cháy lá thì cũng như làm cho chúng ta bị mất lá đi, thì làm sao mà chúng ta có được cái cây lá nhiều xanh tốt lá đầy cây được mà các bạn đó. Thì đó là về vấn đề sâu bệnh hại thì có hai cái đối tượng của và bà con các bạn cũng cần quan tâm, đó là gầy xanh và cháy lá sầu riêng. Tuy nhiên bà con các bạn đừng lo lắng bởi vì trên cái kênh Lương Hồng Sơn của Sơn á, Sơn cũng đã có hai cái video chia sẻ để giúp bà con các bạn phòng trừ cái hai đối tượng sâu bệnh hại này. Cái video thứ nhất là ba bí mật trị gầy xanh hiệu quả, thì có cái hình ảnh minh họa như hình này, và một cái video về cháy lá sầu riêng, thì trong đó cũng có chia sẻ giúp bà con các bạn nhận diện được là bốn dạng cháy lá sầu riêng này, là tại sao cháy lá lại gây cháy muối sầu riêng này, cũng như những cái bí mật phòng trị bệnh cháy lá sầu riêng này đó. Thì nếu bà con các bạn quan tâm đến hai cái đối tượng sâu bệnh hại quan trọng này, đó là gầy xanh và cháy lá sầu riêng á, thì Sơn cũng xin đề xuất hai cái video về gầy xanh và cháy lá sầu riêng này, đưa đường link của nó vào phần mô tả của video mà Sơn đang chia sẻ, để bà con các bạn sau khi xem hết video này thì bấm vào phần mô tả của video để tìm đến cái link của hai video này và tiếp tục theo dõi. Thì quay lại với cái chủ đề ngày hôm nay là làm bông sầu riêng một tấn á, thì chúng ta cần chuẩn bị gì để thành công? Thì như nãy Sơn nói, chúng ta cần phải có một cái cây, chọn cái cây sầu riêng nó có lá nhiều xanh tốt lá đầy cây. Thì như nãy Sơn nói là chúng ta cần phải có làm ba cơ đọt hoặc ít nhất là hai cơ đọt, nhưng phải đảm bảo được là lá nhiều xanh tốt đầy cây. Tuy nhiên khi nếu mà pH đất chúng ta thấp thì cái việc hấp thu dinh dưỡng mà các bạn nó sẽ không được tốt, và như thế thì cây mà sầu riêng mà hấp thu không dinh dưỡng không được tốt thì làm sao mà nó có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây để mà cây mà sinh trưởng phát triển tốt, để mà cho lá nhiều xanh tốt lá đầy cây được vào các bạn. Cho nên là bà con thì các bạn cũng phải kiểm tra cái pH đất của vườn mình đó, để làm sao để đưa pH đất, nếu pH đất mình nó thấp hầm dưới 4 hoặc là dưới 5 thì chúng ta cần phải đưa đưa nâng pH nó lên về khoảng từ 6 đến 7, bởi vì ở pH từ 6 đến 7 á, thì cây sầu riêng của mình á, nó mới hấp thu dinh dưỡng được tốt, thì như vậy á, nó mới cung cấp dinh dưỡng cho cây
tốt và cây nó mới được có nhiều lá, lá nhiều xanh tốt, lá đầy cây. Thế thì để trong cái việc mà nâng pH đất á, thì chúng ta có thể dùng nhiều cách, trong đó cách phổ biến là bón vôi. Thì Sơn cũng đã có một video chia sẻ về bón vôi với hình ảnh minh họa như hình ảnh này, với chủ đề là bón vôi, sử dụng vôi thì cần lưu ý gì. Thì Sơn cũng xin đề xuất video này, đưa đường link của video này vào phần mô tả của video mà Sơn đã chia sẻ để bà con và các bạn nếu quan tâm thì tiện theo dõi. Ngoài ra bà con các bạn thì để cho cây sầu riêng mà nó sinh trưởng phát triển tốt, cũng như để cho nó có cho nhiều lá, lá xanh tốt, lá đầy cây, thì đất cây trồng của chúng ta không thể mà thiếu hữu cơ, cho nên chúng ta cũng cần phải cung cấp hữu cơ cho đất. Và cái việc làm này á, thì chúng ta thường nên làm là sau khi mà chúng ta thu hoạch vụ trước, sau khi thu xong thì chúng ta lại làm bắt đầu làm vụ mới, thì chúng ta sẽ cung cấp cái hữu cơ cho đất thông qua cái việc và bón phân hữu cơ hoặc là phân hữu cơ chúng ta tự ủ hay phân chuồng mà các bạn, hoặc là chúng ta mua phân hữu cơ sản xuất, phân hữu cơ chế biến đang có trên thị trường. Thì tuy nhiên trong cái việc mà bón phân hữu cơ này á, thì cũng có những cái lưu ý để giúp bà con và các bạn bón phân hữu cơ đúng cách và hiệu quả. Thì Sơn cũng đã có một video chia sẻ về cái chủ đề mà bón phân hữu cơ này, thì Sơn cũng xin đưa cái đường link để đường link video về bón phân hữu cơ này và phần mô tả của video mà Sơn đã chia sẻ để giúp bà con các bạn nếu quan tâm thì cũng tiện theo dõi. Thì khi mà bà con các bạn muốn đó là một sầu riêng một tượng được hình thành công, thì chúng ta cần có một cái cây sầu riêng, chọn cái cây sầu riêng tốt với lá nhiều xanh tốt là đầy cây, thì chúng ta cần lưu ý những điều trên, có nghĩa là phải chọn lá thì nhiều xanh tốt là cây thì phải ít nhất là 2 cơ đọt, còn nếu được thì nên làm 3 cơ đọt. Và chúng ta cũng nên chú ý đến pH đất để mà đưa pH đất về từ 6 đến 7, cũng như là cung cấp hữu cơ cho đất thông qua việc bón phân hữu cơ. Và cái việc đó thì nên làm là sau khi khu vực vụ trước và chuẩn bị làm vụ mới khi mà kết hợp với tỉa cành tàu tán và các bạn đó. Thì nếu mà các bạn chuẩn bị tốt những công việc đó thì Sơn tin rằng trong cái việc là làm một sông viên một phần sắp tới, thì nếu bà con chuẩn bị tốt những khâu trên thì bà con các bạn sẽ có được cái mà khi mà xử lý ra một sầu riêng một tuần á, thì sẽ rất là thuận lợi và thành công, và sẽ có được những cây sầu riêng đầy hoa như hình ảnh mình vào đây. Thì ngoài ra bà con bạn trong cái canh tác cây trồng nói chung cũng như canh tác cây sầu riêng nói riêng thì có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Thì Sơn cũng đã có nhiều video chia sẻ trên kênh Lương Hồng Sơn của Sơn, và Sơn cũng đã tổng hợp nó lại thành những cái chủ đề mà Sơn đưa vào phần mô tả của video và Sơn đã chia sẻ đây. Nếu bà con các bạn quan tâm đến kiến thức kinh nghiệm trồng trọt như là về đất, phân bón, dinh dưỡng cây trồng, sâu bệnh hại, xử lý cây hoa, kỹ thuật canh tác và nhiều kiến thức trong trồng trọt, cũng như về kỹ thuật canh tác sầu riêng, thì sau khi xem hết video, bà con các bạn hãy bấm vào phần mô tả mà video Sơn đang chia sẻ để theo dõi những video mà có liên quan đến cái video này, như từ nãy giờ Sơn có trình bày, cũng như về những chủ đề mà Sơn có giới thiệu ở đây. Ngoài ra và các bạn thì trong cái phần mô tả video á, thì cũng còn rất nhiều điều thú vị và hữu ích đang chờ bà con và các bạn khám phá. Và nếu bà con nhờ các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy giúp Sơn chia sẻ video đến nhiều bà con và các bạn hơn, nhất là đến bà con và các bạn đang canh tác sầu riêng, để cùng nhau chúng ta giúp cho việc canh tác cây trồng được ngày một tốt hơn. Sơn cảm ơn bà con các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.